Rồi, chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi sẽ quay một cái đoạn là thay cái vòng bi của bánh xe hơi đằng trước ha. Đây là vòng bi, tức là cái bật đạn á, người ta gọi bật đạn hoặc là bi gì đó. Thì cái phần này là phần làm cho bánh xe nó quay trơn tru. Đây là cái cảo, chúng ta tháo cái vòng bi ra để chúng ta kiểm tra. Khi các bạn đi mà nghe tiếng lạ thì chúng ta phải kiểm tra. Tốt nhất thì chúng ta mấy phần này chúng ta đem ra dựng cái gara để chúng ta làm. Còn nếu chúng ta muốn tự mày mò như các thanh niên thì chúng ta cũng có thể làm ở nhà, nhưng mà phải có đầy đủ đồ nghề, tại vì nó liên quan tới cảo và các cái thiết bị chuyên dụng ha. Nếu các bạn làm ở nhà được thì càng tốt, không sao cả, còn không chúng ta đem ra gara thôi nha. Đây là một cái trường hợp mà chiếc xe chúng ta đi cái bánh nghe nó kêu kêu lùm cụm rất là ghê luôn. Thì chúng ta tháo ra cái bánh xe, nếu mà chúng ta nghe kêu chỗ nào thì khi chúng ta đi xe thì chúng ta phải tìm xem nó kêu ở khu vực nào, kêu bánh trước hay bánh sau, bánh bên trái hay bánh bên phải, bên tài hay là bên lơ, thì chúng ta phải xem nó kêu bên nào. Nếu mà kêu bên nào thì chúng ta sẽ tháo ra bên đó. Ở đây là một cái trường hợp nó kêu ở bên là bên tài, là bánh trước, tháo ra. Thì ở đây là một cái phốt ha, cái phốt này nó chống nước vào trong cái bật đạn. Nếu mà cái phốt này nó nước nó vào nó hư, thì khi mà chúng ta đi trời mưa nó nước vào trong bật đạn, nó khô dầu, trôi dầu mỡ đi, thì các bạn bật đạn này rất là dễ hư. Và hiện tại cái xe này nó đang bị hư cái bật đạn đã tháo ra rồi. Thì bây giờ là đang chuẩn bị thay cái bật đạn khác. Khi các bạn thay mua thay cái này thì cầm mẫu đi, tốt nhất là cầm mẫu đi cho nó an toàn. Thứ hai nữa là các bạn tháo là tháo nguyên cụm ra, thì khi đó chúng ta mới dùng cái thiết bị cạo, chúng ta cạo ra bên ngoài mới được cái bật đạn đó ha. Rồi, thì nghe kêu cái gì đó thì chúng ta sẽ kiểm tra phần đó thôi. Mà cái bật đạn hư thì khá đơn giản, các bạn cứ cạo lên đó, chúng ta nâng cái xe lên, chúng ta chỉ cần lắc cái bánh xe nó nghe rơ thôi là có nghi ngờ nó là cái bật đạn có vấn đề rồi. Còn cái bật đạn mà không có lắc mà không rơ, mình quay nó không nghe kêu thì có nghĩa là nó sẽ hư cái phần khác ha. Chúng ta sẽ kiểm tra, nếu mà nó kêu khu vực nào chúng ta kiểm tra khu vực đó. Cái này thuộc dạng là gầm thôi ha, nó không liên quan tới máy móc, cho nên cái này cũng khá dễ, chịu khó tháo, tìm cách để tháo ra được là được rồi. Rồi sẽ đi xem các bạn là đang cạo ha, cạo cái bật đạn ra. Đây, kiểm tra chưa? Để chưa, thầy mới tháo ra thì thầy lên luôn á. Ui, ghê luôn. Này thiếu dầu mỡ. Bạn này phải đi chỗ chuyên xe mới có nè. Chuyên xe mới có chứ, tại vì bạn đạn nghiêng, bạn khác. Hai cái giống nhau. Có hai cái giống nhau. Kiểu dáng thì giống, nhưng mà ở trong cái trục thì kiểu nó khác. Đúng rồi. Lấy mẫu. Giờ làm sao lấy mẫu? Chụp hình cái này lại nè. Không, chụp hình không ăn thua. Không, ý nó chụp hình xong mình đưa cái này ra, mình nói cái này nó mặt đạn này nó giống này nè. Đó, không, nè, không, 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 khác cỡ nhau. Nguyên cụm cạo ra, chưa ra hả? Chưa ra cái ngoài hả? Cái ngoài đã ra đâu, còn cái nữa mà. Hay là nó chỉ nằm đây thôi? Hả? Nó chạy chứ không phải tháo này ra chứ. Không, nó nằm chạy luôn á thầy. Nó nằm vậy luôn á. Lau sạch đi, lau sạch tí vô dầu mỡ khác. Lấy cái nào lau rồi bỏ luôn.
cạo ra vậy hả? Cái này còn trong đâu? Nó úp vậy nè. Ờ. Còn cái thằng á. Cái thằng này là úp vô đây nè. Ừ. Còn ở trên này á là của thằng này nè. Đây. Hả? Đúng rồi, nói vậy nè. Nói vậy nè. Đó, bị lẫn nằm vậy nè. Thì bây giờ cái vòng ngoài của nó. Ngoài nó đâu? Đây nè. Rồi khi khi mà một chiếc xe mà của chúng ta đó rồi khi chiếc xe của chúng ta chạy xe ô tô ha mà chạy nó nghe kêu cọc cạch thì chúng ta phải kiểm tra xem nó hư bật đạn hay không. Về mùa mưa này á thường hay bị hư cái bật đạn đó thì nó cũng có nguyên nhân. Khi mà chúng ta tháo ra bên trong á, chúng ta thấy mấy cái bật đạn bên trong thì nó có hai cái phốt để chống nước, nhưng mà cái này nó hư quá rồi, thấy không? Thấy không? Đây này là tháo ra nè. Tí xíu tôi sẽ cho viên lắp lại cho các bạn nhìn thấy. Đây, hai phốt hai bên nước nó vào. Nước vào thì nó gây nên hư cái bật đạn đây. Bật đạn này nó kêu lọc cọc ghê lắm. Hư luôn ha. Rồi chúng ta đi mua cái bật đạn mới. Khi mua bật đạn mới về thay thì chúng ta nên thay luôn hai phốt, nó cũng không bao nhiêu tiền cả. Đó, mấy chục ngàn thôi, không bao nhiêu. Thì tùy theo loại nha các bạn. Không phải là cứ nói mấy chục ngàn đến lúc các bạn đưa ra gara nói là mua cái này mấy chục ngàn là không đúng nha, tùy theo với lại ra gara người ta phải lấy tiền công nữa ha. Đây. Đây là cái bật đạn mới này. Mới chúng ta mua thì các bạn đi mua thì nhớ cái mã số này đó, 68111 đó, cho nó đúng ha. Chúng ta thấy cái bật đạn cũ này, đạn cũ này không đó, 68111 L68111, cái này là cái kích thước đó, kích thước trong và kích thước ngoài, kích thước ngoài đó, kích thước ngoài, kích thước trong ở đây, đây là kích thước ngoài, cho nên đi mua phải giống cái này ha. Đây đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi. Chúng ta mỗi lần tháo ra, mỗi lần cực thì chúng ta dù tháo ra có hư một cái thì chúng ta cũng thay luôn. Tại vì thường thường đó, mình thay nguyên bộ luôn cho nó chắc ăn đó. Mua hai cái. Hai cái này giống nhau ha. Đây là cái bánh xe trước. Đây. Mấy cái phốt này thì chúng ta mua thay luôn, không bao nhiêu tiền cả. Phốt này thì một thì có số, hai thì các bạn cứ đem mẫu đi mua cho chắc ăn. Đây. Phốt mới này, phốt cũ này, khác nhau ha. Khác nhau về cái cái cũ cái mới, chứ còn hai cái này là kích thước giống nhau ha. Giống y nhau. Đây, cái phốt mà phốt mới là nó có cái răng ở đây này, nó có cái đồ mà đưa ra nhiều, còn cái này nó bị chai này, nước nó sẽ vào, rất là dễ hư cái bật đạn. Mỗi lần đi thay thì nếu mà các bạn ra gara thay cũng vậy, chúng ta nên thay luôn hai phốt này, không bao nhiêu tiền đâu. Tùy theo gara ha, gara lấy tiền công cao thì cái đó là tiền công cao thì cái đó thì tùy. Còn đi mua mấy cái này thì nó giá thành nó cũng rẻ thôi, tùy theo loại xe nữa.
đây. Cái cũ này, cái cũ mất luôn là sao, cái mới này nó là sao này, cái này cái mới này, này cái mới, cái này là cái cũ, cái này là cái mới, à, à. Rồi thay luôn cái gì, rồi rồi sẽ cho các bạn xem cách mà vào mặt đạn này như thế nào ha. Rồi khi vào hoặc là xe này mà các bạn chạy một thời gian thì các bạn tháo ra xong rồi kiểm tra dầu mỡ, chúng ta bôi mỡ vào, mỡ bò, cho mỡ bò vào cho nhiều lên cho bỏ vào đó. Mỡ bò chúng ta khi mà thay mỡ bò thì các bạn đừng có tiếc cái mỡ bò cũ, tại mỡ bò cũ dù sao chúng ta chạy thì nó giờ mỡ cát á, cát với bụi nó vào rồi hoặc là nó mất cái chất bôi trơn rồi, chúng ta vệ sinh thật sạch. Vệ sinh thật sạch xong rồi chúng ta sẽ cho cái mỡ bò mới vào thì nó sẽ tốt hơn đó. Mỗi lần các bạn mà bảo trì chạy một thời gian nói chung là chạy khoảng 5-2 năm gì đó hoặc là tùy theo cái cây số ha, nếu mà thấy nhiều cây số thì các bạn tháo ra và vệ sinh khoảng 10.000, 15.000 tùy theo, nếu mà chúng ta xiên là 5.000 này cũng tháo ra kiểm tra, mà tháo nhiều quá cũng không tốt. Tùy theo cái môi trường chúng ta đi nữa, đi môi trường khô ráo thì nó khác, mà đi môi trường mà có ẩm ướt nước này nọ là khác, nước thì nó nhanh hư hơn, môi trường nước là bây giờ nó nhanh hư hơn cái môi trường khô. Về mùa mưa này thì hay hư mấy này lắm, nước nó vô nó mất cái chất bôi trơn cho nên cái ma sát nó lớn, không cái độ ma sát nó nhiều cho nên nó bào mòn đó, rồi nó không có trơn được, không trơn trua được nên là hay hư mấy này. Rồi các bạn theo dõi cách lắp rào nha. Ok. Hết rồi nha, lắp nó hết rồi không? Thay phốt, thay mặt đạn, bỏ mở vô rồi đúng không? Từ từ không, từ từ. Đừng gã đó, nó tí bỏ bánh được. Cao lên hả? À không. Giờ cái này nó đưa vô đây nè. Là... Nó vô đây nè. Giờ tăng giờ đưa cái này cho nó vô cái lỗ cho em. Đâu? Phải nâng cái này, cái này hả? Đúng rồi, phải nâng cái đó cao lên rồi cho nó nằm vô được. Ừ. Đây, bên xe này đã thay xong cái mặt đạn, đi rất là ngon lành ha. Chúng ta thay vào xong rồi chúng ta sẽ đi vài vòng xong rồi chúng ta kiểm tra lại, là chúng ta sẽ nâng cái xuồng xe lên cho nó quay, sau đó chúng ta quay xong rồi lắc, chúng ta cầm gì chúng ta lắc xem để nó có rơ hay không, nếu mà cảm thấy mình đồ rơ rất là nhẹ thôi thì có thể là ổn, tức là cảm giác như mà nó không rơ luôn ha thì là tốt ha, còn mà nó rơ nhiều quá là không được, chúng ta phải kiểm tra lại. Vô hoàn thiện rồi ha. Thế thôi. Thế là xong.